Giám mục bị đâm dao sẵn sàng tha thứ cho kẻ tấn công. Đức giám mục Mark Marie Emmanuel, người bị một thiếu niên hồi giáo 16 tuổi đâm bằng dao tại nhà thờ Chúa Kitô mục tử nhân lành ở Wesley, cách Sydney khoảng 30 km về phía tây hôm 15 tháng 4, cho biết sức khỏe của ngài ổn định và ngài gọi kẻ tấn công là con và nói rằng ngài luôn cầu nguyện cho chàng trai trẻ này. Vụ tấn công Đức giám mục Emmanuel của giáo hội Assyria xảy ra đang lúc ngài chủ sự buổi lễ và tình cờ được phát trực tiếp trên kênh YouTube của ngài. Cảnh sát Australia gọi đây là một vụ tấn công khủng bố và đã bắt giữ nghi phạm nhưng chưa tiết lộ danh tính do luật bảo vệ tội phạm vị thành niên. Cha Isaac Ryan và các thành viên khác trong nhà thờ cũng bị thương trong vụ tấn công nhằm bảo vệ Đức Giám Mục. Tha thứ, từ giường bệnh, Đức Giám Mục Emmanuel ngỏ lời với kẻ tấn công. Đối với chàng trai trẻ này, cha nói với con rằng con là con của cha và con sẽ luôn ở trong những lời cầu nguyện của cha. Xin Chúa Giêsu tha thứ cho con, xin Chúa Giêsu ban phúc lành cho con và chỉ đường cho con, con yêu dấu của ta. Đức Giám Mục nói thêm, tôi tha thứ cho bất cứ ai đã thực hiện hành động này và tôi nói với cậu ấy rằng con là con của cha, cha yêu thương con và cha sẽ luôn cầu nguyện cho con. Và bất cứ ai cử con đến làm việc này, cha cũng tha thứ cho họ. Ngài nhấn mạnh rằng trong lòng Ngài không có gì ngoài tình yêu thương dành cho mọi người, đồng thời lưu ý rằng Chúa Giêsu đã dạy rằng các Kitô hữu nên yêu thương những người lân cận như chính mình. Lấy thiện báo ác, không gây chiến nhưng cầu nguyện. Sau vụ tấn công, những người biểu tình bắt đầu gây bạo loạn bên ngoài nhà thờ, gây nên một số thiệt hại về tài sản và trở ngại cho việc phong tỏa của lực lượng ứng cứu khẩn cấp. Cha Daniel Kochu nhận định rằng những sự việc đáng tiếc xảy ra bên ngoài nhà thờ đã gây ra sự chậm trễ và đe dọa không cần thiết cho cả nạn nhân, nhân viên y tế và cảnh sát, đồng thời lưu ý rằng giáo hội không chấp nhận các hành động dẫn đến thiệt hại tài sản, thương tích và sự chậm trễ trong việc hỗ trợ chống lại bạo loạn. Đức giám mục Emmanuel mời gọi các tín hữu hành động như Chúa Kitô. Chúa Giêsu không bao giờ dạy chúng ta gây chiến. Chúa Giêsu không bao giờ dạy chúng ta trả thù. Chúa Giêsu không bao giờ nói với chúng ta mắt đền mắt, răng đền răng. Chúa Giêsu đã nói, đừng bao giờ lấy ác báo ác, nhưng lấy điều thiện đáp lại sự ác. Trong khi kêu gọi các công dân bình tĩnh và tuân thủ luật pháp, Đức giám mục nhắc các tín hữu chiếu tỏ Chúa Kitô trong cuộc sống, đừng chiến đấu trên đường phố nhưng hãy cầu nguyện